bạn đây là chiếc mũi đã từng đặt sống mũi bằng silicone mà chị vẫn chưa hài lòng, mặc dù nó không hề có biến chứng gì về mặt y khoa. Hôm nay thì theo cái nguyện vọng thì tôi sẽ làm cho chị bằng mũi xương sườn toàn phần. Thì cái thiết kế mới bao gồm có đẩy cao, kéo kín và làm gọn lại cái đầu mũi này. Và cái phần sống mũi hiện nay nó hơi gãy ở cái điểm này, chị muốn là cao hơn. Thì cái này nó quan điểm cá nhân thôi, thì tôi muốn cho nó cao hơn một chút. Và cái nữa là cái vùng khuyết hốc mắt này, này các bạn thấy rõ này. Đó, thì hôm nay tôi sẽ cấy mỡ vào toàn bộ những cái vùng này. Thì đây là cái tình trạng mà gặp ở rất nhiều các chị em mà khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu mất mỡ ở cái vùng này, nó làm cho các bạn bị già đi. Thì mình sẽ cấy, trong quá trình làm mình sẽ cấy luôn mỡ vào đây. Thì cái kỹ thuật cấy mỡ nó rất là đơn giản thôi, không phải là phẫu thuật. Mình sẽ chích một nốt ở bên gò má, mình đưa vào cái vùng này thôi. Còn ở đây mũi thì tôi đã lấy được cái sụn sườn ra rồi. Đây là cái khối sườn mà mình sẽ dùng để thiết kế cái sống mũi của chị này. Tôi sẽ tận dụng tối đa cái độ cao của cái khối sườn này để làm cao cái phần sống mũi theo cái mong muốn của chị. Đây là cái súng cấy mỡ, bên trong nó có chứa mỡ mà được lấy từ vùng bụng hoặc là từ mặt trong đùi của các bạn. Thì tôi sẽ, đây này các bạn nhìn kỹ này, em rung cận ở đây. Đây là cái đầu của cái que cấy mỡ này, nó là đầu tù nên là không gây ra bất kỳ một cái sự tổn thương gì cho cái vùng cấy mỡ, mình chỉ đưa nó vào thôi. Các bạn để ý cái vùng lõm ở đây này. Bây giờ tôi cấy là nó sẽ mất luôn vùng lõm này và không bị sưng tím đi. Này các bạn thấy nó bắt đầu lên này. Đó, chỉ có 1cc mà đã thấy cái sự khác biệt rõ nét giữa hai cái vùng. Bên này là vùng cấy rồi này, bên vùng này là vùng chưa cấy, nó đang bị khuyết này. Thì mỗi bên tôi sẽ cấy 2cc, do đó ở vùng này nó còn căng lên nữa. Đó, các bạn nhìn kỹ lại, đây là cc thứ hai đưa vào. Đó, các bạn có thể so sánh rõ được cái sự khác biệt giữa một bên là mình cấy được 2cc mỡ, nó đã phẳng và căng cái phần da. Bên này chưa cấy, nó hõm toàn bộ cái vùng này. Đây là tư thế nằm thôi, chứ khi ngồi dậy các bạn sẽ thấy rõ được hơn cái sự khác biệt giữa một bên là cấy và bên là chưa cấy. Và các bạn thấy là gần như không có sưng tím gì hết, không có sưng tím gì trong cái phần này hết. Bên này phẳng này, bên này lõm này. Và bây giờ ta tiếp tục cấy mỡ ở cái vùng khuyết ở bên này. Các bạn nhìn thấy này, tôi sẽ bắt đầu đưa cái kìm đầu tù vào, nó rất là tù, nó không gây ra tổn thương gì hết. Các bạn
thấy lõn này bắt đầu mỡ luôn, nó căng dần lên này. Trong phẫu thuật mũi thì hiện nay rất nhiều các chị kết hợp giữa phẫu thuật mũi với lại cấy mỡ vùng khuyết hốc mắt dưới để mình tạo ra cái sự trẻ hóa ở vùng mặt. Như vậy là tôi đã cấy mỡ xong, các bạn thấy khuyết vùng mắt là đã mất hoàn toàn chỉ bằng mỡ tự thân của chính các bạn. Đây là kỹ thuật rất là đơn giản và an toàn, không có biến chứng gì hết. Các bạn có thể thấy là cái việc tháo silicone trong phẫu thuật mũi rất là đơn giản. Ở đây tôi đã bộc lộ ra cái chất liệu silicone thì các bạn thấy đây là cái silicone mà được đặt vào sống mũi của chị này, thì mình chỉ gắp nó ra thôi thì nó không có gì phức tạp hết. Mà khi mà cái sống mũi mà nó thấp nó mỏng thì sẽ ra được cái kết quả sống mũi thực tế nó thấp. Do đó bây giờ mình muốn nâng cao hơn thì tôi sẽ phải thiết kế cái sống mũi mới nó dày hơn cái độ dày của sống mũi này thì sẽ tra được cái sống mũi cao hơn, đạt được cái kỳ vọng của chị. Trong cái phẫu thuật mũi cấu trúc trụ sườn và phẫu thuật mũi cấu trúc nói chung thì cái giá trị nhất đó là cái trụ mũi, ở đây chính là trụ sườn. Các bạn thấy cái đầu mũi nó đang rất là ngắn, thấp và to bè, nhưng mà khi mình ghép cái trụ này vào thì nó sẽ thay đổi rất là ngoạn mục. Tôi sẽ cho các bạn thấy sự thay đổi. Thì khi mình ghép cái trụ này vào, các bạn sẽ thấy được cái đầu mũi nó thay đổi rất nhiều. Đó, từ một cái đầu mũi thấp, ngắn và to bè, mình ghép cái trụ vào, mình đã được cái đầu mũi nó cao hơn và nó gọn hơn rất là nhiều. Thì sau khi mà mình làm như vậy xong thì cái phần sụn sườn mình sẽ điêu khắc để mình làm phần sống mũi, và mình đặt cái phần sụn sườn vào cái phần 2/3 sống mũi thì sẽ được một chiếc mũi làm bằng sụn sườn toàn bộ theo chiều cao và chiều dài mà chị mong muốn. Nếu mà mình muốn cái sụn mũi, cái sống mũi nó thấp hơn thì mình sẽ phải gọt mỏng nó đi, cái phần sườn này là sẽ được kết quả không có gì là phức tạp hết.
vậy là tôi đã phẫu thuật xong chiếc mũi bằng sự sườn toàn phần. So với cái phong cách đặt mũi của tôi thì cái mũi này nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà chị khách này yêu cầu phải làm cao, làm cao tây. Trong quá trình làm thì cái khối sụn sườn nó cũng có những cái điểm cốt hóa nhất định, nhưng mà tôi vẫn cố gắng tôi tận dụng để mà được chiếc mũi 100% bằng sụn sườn. Này các bạn thấy cái đầu mũi nó được bay mặt lên rất là tốt. Quan trọng là đầu mũi tôi xử lý rất là mềm, nó không bị cứng. Hai cái phần giấy mỡ cũng đã được đầy.